Chào cả nhà, bữa nay mình mua được miếng cá nè. Mình đem mình chọn xà lách nha. Đây, xà lách của mình đây. Củ cải đỏ, dưa leo, cà, ớt và rau vinh. Đây, những gia vị của mình đã đi trộn. Ớt, tỏi, dầu, tiêu. Chứ cái đồ này là muối này nè. Muối này đặng mà mình trộn mình ướp cá với ngò nữa cả nhà. Đây. Này, bây giờ mình đang ướp cá cả nhà. Cá xe mình. Muối này. Muối này ướp ngon lắm. Còn này hạt nêm. Ớt rồi cái mình đem mình chiên. Cái này tỏi. Xà cá đây cho nó thấm vừa. À, ngon kìa. Giờ mình đem ra mình chiên. Chiên trộn xà lách cả nhà. Ăn với xà lách. Rồi bây giờ mình không bỏ đi. Mình làm sốt nha. Làm sốt. Mayo. Trộn nhiêu đây mình làm hết luôn. Tỏi. Tiêu. Dầu ăn. Ngon. Cả nhà. Mình làm sốt rồi mình trộn với xà lách đó. Còn của người ta thì cũng có sẵn đó cả nhà, nhưng mà nó không có vừa miệng mình ăn. Mình làm theo cái ý thích của mình. Cái này là đường nè.
muối, muối chừng cỡ nhiêu nè, chừng muỗng nửa móng tay cả nhà. Anh em thử lại cho nó vừa ăn hay không. Wow, ngon quá. Cho bơ vô cả nhà. Mình chiên lai gai vậy đó, cho nó thấm bơ vô cả nhà. Ngon chưa? Cái này mình chiên lai gai đây, mình không cần chiên cho lửa táp đó nha. Lửa táp là nó táp mình đó. Đó, cá mình thấy ngon chưa cả nhà? Là tuyệt vời chưa? Mình tha chở lại bên đây cho nó thấm bơ qua đây luôn á. Mình chở lại mình chiên một cái nữa cho nó vàng bên đây đi. Đây, bây giờ mình xắt nha. Nó ớt. Cái gì leo cả nhà. Cái dao này nó bén đi ghê quá. Táo cả nhà.
chín rồi nè cả nhà. Hũ sốt mình mới làm nè, cho nó vừa. Wow, quá ngon. Quá xá là tuyệt vời luôn. Cho thêm miếng nữa. Wow, quá ngon. Miếng cá mình nè cả nhà. Mình sẽ gấp cái dĩa. Đây, mình sẽ cho cái dĩa cả nhà. Đủ thứ loại gà ăn bổ biết nhiều cả nhà. Này dưa leo, con này là táo. Ớt nữa. Củ hành. Cái này mình ăn một dĩa chỉ có một ly bia nữa cả nhà. Để hành ten ten. Đó. Ăn chưa? Đây nè cả nhà. Chưa? Mình được một dĩa salad nè cả nhà. Mời cả nhà, mời cả nhà. Bữa nay mình ăn chỉ vậy thôi. Trời ơi, ngon lắm cả nhà ơi. Mời mời. Đây là miếng cá nè, cá sa mạnh. Nó ngon lắm cả nhà. Wow. Cái này rau vị đẹp không ạ? Nước sốt của mình nó vừa ăn lắm. Ăn quyện chung với táo á. Nó ngọt ngọt. Ngon quá. Cái này miếng cá này cả nhà, vừa ăn với sợ luôn. Bữa nay ăn xà lách không? Bởi không muốn ngồi xuống đó ăn. Cái này là táo á, với dưa leo, ăn chung nó ngon quá. Nó chua chua. Nó cắt bằng ổ cả nhà. Mà nó dễ làm nữa nha. Làm chút xíu là có ăn rồi. Mày còn cho chai bia nữa ha.
trong chai bia nó còn gì bằng nữa cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều đã theo video của quý nha cả nhà. Bye bye.